Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì cả nhà hôm nay đã trở lại cái chỗ mà bữa hôm trước đã quay đã thấy cái vong linh đó, mình cũng không biết là cái ông đó, ông hay bà mình cũng chưa biết. Nhưng mà con gái là thấy như là cái đôi tay ổng không làm gì á, thì ổng cứ khó chịu chịu hoài, nhìn cũng không hiểu gì mấy nữa, cũng không biết nam hay nữ. Để bữa nay mình trở lại cái cây. Để mình trở lại mình coi thử coi là bông nam hay bông nữ, mà lý do tại sao có vẻ như là thấy ổng thấy bông đó tức giận khi mà đến hưởng đồ cúng đó nha. Thì thôi bây giờ đỏ sẽ vào bên trong nha, cũng chắc cũng đặt máy ngay chỗ cũ rồi. Như chỗ này là có người ta trồng cây ấy nha. Ủa, trồng hai cây mai to thế, người trồng cây cả nhà. Chắc thanh minh trồng hai cây mai bự ghê ta. Ở đây ban ngày chắc cũng sẽ có người ta đến thăm mồ mà. Chắc đỏ đặt máy ngay chỗ cũ cả nhà. Mà có trồng cây nè, thêm cái phước nè. Khó đặt máy. Đóng đặt ngay cái gò này thôi. Phước kia này đặt gần hơn chút. Tại vì mình thấy bông linh chỗ này thì mình sẽ đặt máy ngay chỗ này nữa. Ở nhà đó lại nó cúng cái vị trí cũ chỗ này nhỉ. Thì hôm nay đỏ sẽ ngồi ở đây chút xíu, đỏ đợi như thấy bông linh ra thì đỏ ngồi ở góc này nè, chỗ nào bằng thấy bông linh ra thì đỏ giao tiếp, còn không thấy gì thì cũng không biết nói sao luôn.
Mày đỏ chưa bắt nước. Thì Đỏ sẽ ngồi ở đây cả nhà, nhưng mà chỗ này nó cái địa hình nó cũng khó ngồi lắm cả nhà, thì Đỏ sẽ ngồi đỡ như vậy ha. Rồi chừng Đỏ sẽ đợi khoảng 5 phút gì đó, nếu như không có thì thôi Đỏ đi ra. Nhiều khi ngồi Đỏ ngồi ở đây lâu cũng được. Nó đổi ra ở nhà, nó để cái khi nào cho con linh hồn quen thuộc cái đã. Thì mình cũng nhiều lần người ta sẽ quen đó nha. Chứ bây giờ mình thấy đổi hết, ngồi đây ngồi chắc cũng không có dám ra đâu.
cho hai cây nha, ba cây cháy hai cây, còn cây không cháy ta. Hai ngắn một dài là cái điểm không có tốt nha. Thì tự dưng ngồi tắt một cây còn hai cây cháy. Mình cũng không biết là vong linh có xuất hiện hay không. Nhưng mà theo cái hiện trạng mà đó đi quay thường xuyên đó biết được á. Nếu nhang mà hai ngắn một dài thì cái hiện trạng là nó không có tốt. Có lẽ là vong linh đó không có được cũng như là bông linh nó không có được, cũng như là tức là đỏ không có biết giải nghĩa như thế nào mà đỏ biết được là cái bông linh này có lẽ là như là không mấy là thiện cảm đó, có nghĩa là cũng có vẻ là hơi là cũng săn nóng giận á, đó là có cái hiện trạng như thế này. Thì thôi đỏ bây giờ thì xem như đến đây thì đỏ cũng đã cúng rồi, thì đỏ thử lần này và lần sau nữa nghe, đó trở lại về đó thấy á, là có xuất hiện á, thì đó sẽ trở lại nha cả nhà. Còn không á thì đó sẽ tìm chỗ khác đó. Bây giờ thì đó sẽ dọn đồ cúng nha. Đó đốt luôn cho nốt cái nhang còn lại. Hai ngắn một dài tự dưng là tắt một cây nè. Vong linh họ có lẽ cũng nóng giận. Thì lần trước đó thấy thì vong linh có vẻ như là đang tức tối nha. Cả nhà có thấy không? Hai cây ngắn một cây dài rõ ràng. Hai ngắn một dài nó bị tắt. Đó sẽ để rồi cúng đây luôn. Biết đâu là có vong linh khác họ đến ăn. Giờ thôi cả nhà, đỏ cũng xin phép là dừng video tại đây nha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo. Và đỏ cũng thông báo với cả nhà biết là ngôi đền Tam Thánh của mình á, thì đó hiệu của mình cũng nghĩa là gọi chung ai cũng có thể đến thăm đến giếng và ai cũng có thể cúng được hết. Nó cũng phải là riêng của đỏ đâu, của mình có nghĩa là của tất cả chúng mình là gọi chung đó. Thì cũng đã xong hết rồi, cũng rất là đẹp rồi cả nhà. Thì còn cái tủ gắn vô nữa là đỏ có thể chứa đồ, ví dụ như là dầu đốt đèn nè, rồi đúng là những dụng cụ mà đỏ có thể là đỏ lau dọn bằng cúng á, sẽ để trong cái tủ đó. Rồi mỗi khi đỏ lau dọn bằng cúng thì đỏ lấy ra cũng tiện, tại vì chống lỏng không có chỗ để đó, thì đỏ đang chờ cái tủ, đỏ đặt cái tủ rồi đó. Bây giờ đỏ hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha, bye nha cả nhà.